Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thảo, 37 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn, 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, thông qua một người quen, Thảo biết một người đàn ông tên Hóa, quốc tịch Trung Quốc, không rõ lai lịch và muốn kết nối giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào. Cứ 100 triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm 1 triệu đồng. Riêng Thảo khi đi rút tiền về chuyển cho Hóa, cứ 100 triệu đồng đổi sang tiền nhân dân tệ thì được nhận thêm 600.000 đồng. Với việc mạo danh cơ quan pháp luật, thông báo nợ tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng, nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền đang bị điều tra, các đối tượng đã yêu cầu bị hại ở Đà Nẵng và các tỉnh thành khác phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định và chiếm đoạt. Thảo biết việc Hóa nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm, nên hình phạt 14 năm tù là cái kết xứng đáng dành cho kẻ tiếp tay lừa đảo chiếm đoạt tài sản.